Trong hiệp 1 trận đấu này thì cao thủ Minh Khai sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái chúng ta. Còn cao thủ Fanta với trang phục áo vàng quần đen sẽ bắt đầu ở bên phía tay phải. Và bóng đã bắt đầu lăn. Chris. Cú đá thẳng của Can Chris rất nguy hiểm. Bóng đã chạm vào một cầu thủ Fanta. Đó là tín hiệu tích cực đầu tiên từ Lê Đại Cán trong màu áo của đội bóng mới. Về với Minh Khai thì Can Chris sẽ được giao nhiều trọng trách hơn. Cú đá rất khó chịu. Phản xạ tuyệt vời của Sơn Sovin đã cứu thua cho Minh Khai. Chúng ta chưa biết nhiều về các cầu thủ của Fanta, nhưng đây rõ ràng là một tập thể đáng theo dõi. Phản đoạt bóng tốt của Fanta. Khoảng trống ở trung lộ. Cơ hội. Thoát đi. Không được. Tiếp tục là Tiến Thịnh. Lần này đường chuyển vẫn còn. Sút bóng. Phải đưa bóng vào khó chịu. Dứt điểm. Dường như bóng đã rơi vào cột dọc của cầu thủ Minh Khai. Những đội bóng được tổ chức tốt thì luôn có những mảng miếng và bài vở cực kỳ hay ở các pha cố định. Và Fanta đang thể hiện điều đó. Một Minh Khai có nhiều sự thay ra đổi thịt. Cú đá rất tốt. Pha dứt điểm thực sự chất lượng của Huy Chris. Cầu thủ này luôn có những pha ra chân ở những thời điểm và những vị trí không ai ngờ tới. Bóng đã trúng cột dọc. Mạnh Thái cũng là cái tên đáng chú ý trong đội hình của Minh Khai giải năm nay. Cầu thủ từng ăn tập tại lò TNT. Mất bóng nguy hiểm. Đây là cơ hội. Cột xa. Cơ hội. Không vào. Một thời cơ thực sự tốt để Hoàng Phúc ghi bàn. Nhưng có vẻ như Đông Lé đã lùi về và cứu thua. Pha phản công chớp nhoáng của Fanta. Không, chính xác hơn đó là cú khiều chân của Sơn Subin. Che chắn khá hay. Đây là cơ hội. Ngon ăn rồi. Không vào. Tình huống về gầm và dứt điểm nhanh của Tiến Thịnh. Pha chạm đầu của Quân Còn. Khá tốt. Tiếp tục là Quân Còn. Tốc độ. Bọc lót rất kịp thời. Những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức hiệp 1. Hoàng Phúc. Cú đá chân trái của Hoàng Phúc rất nguy hiểm. Phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên cũng hoàn toàn dễ hiểu. Tắt bóng. Rất khó chịu. Đứng trước bóng vẫn là số 10 Nguyễn Tiến Thịnh. Rất căng. Cầu thủ này có kỹ năng dứt điểm rất đa dạng. Cú dứt bóng khó chịu. Được chuyền ngang sân quá nguy hiểm. Rất nhiều khoảng trống ở trung lộ cho Minh Khai. Bóng hay. Rất đáng tiếc là vừa rồi thì Phạm Băng Sơn đã không thể tiếp bóng thành công. Đây là cơ hội cho Minh Khai. Qua rồi. Dứt điểm. Không vào. Một tình huống ăn bàn 10-10 nhưng cao thủ Minh Khai đã không thể hiện thực hóa. Thoáng sơ sẩy đến từ hàng thủ của Fanta. Thắng Tạ đã rất bình tĩnh, có một cú chạm bóng nhẹ nhàng. Loại bỏ thủ môn đối phương. Nghe biệt danh thôi cũng biết là anh này đánh chặn tốt như thế nào. Nguy hiểm, một sai lầm. Nhưng Fanta chưa tận dụng được, vẫn còn, vẫn không vào. Thả đấy, đây có thể là cơ hội, đưa vào trong. Rất nguy hiểm, vẫn còn, sút bóng. Không qua được. Thành công. Và cản phá rất quan trọng của người gác đền bên phía Fanta. Hai tình huống liên tiếp mà anh đã có những cú cứu thua. Mạnh Thái ra chân ở ngay trong vòng cấm. Đường chuyền hay, tình móm giật gót, cơ hội. Mạnh Thái. Tình huống cuối cùng của trận đấu. Cơ hội để Minh Khai tung một đòn chí mạng. Cú giật gót tinh tế này đã đặt Mạnh Thái vào thế đối mặt thủ môn. Nhưng hôm nay thành công đã lập đại công cho cầu thủ Fanta. Một pha cứu thua đáng giá hơn cả bàn thắng. Không đều. Hợp lý thôi. Một màn đối đầu ngang ngửa hấp dẫn. Chỉ còn thiếu bàn thắng là hoàn hảo. Và chúng ta cũng sẽ khép lại ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá hạng nhì Việt Football HL2S4 ở đây.